Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Kết Tinh Tìm Đường, ghi lại những đúc rút và cảm nhận về cuốn sách Một Đời Như Kẻ Tìm Đường của giáo sư Phan Văn Trường. Mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Mến chào các bạn! Thẳng thắn là cách nhanh nhất để tránh cho một lỗi lầm nhỏ biến thành một thất bại lớn. Đó là câu trích dẫn mà thầy Trường đã trích ngay đầu chương 10, dấu ấn thành công, hiện chứng. Tôi phải công nhận rằng thầy đang thẳng thắn chỉ ra những tư duy, hành động mà người trẻ chúng tôi thường dễ mắc phải trên con đường đi tìm ra chính mình. Lần đầu tiên đọc đến chương này, tôi không thể nào đọc tiếp được. Phải chăng vì những điều thầy chỉ ra, tôi thấy được mình ở trong đấy? Tôi không thể đọc tiếp vì như thế có ai đó nhìn thấy được những sai sót, yếu kém của mình rồi thẳng thắn chỉ thẳng vào cái sai sót ấy. Thế rồi trong mình nổi lên sự ái ngại không thể chấp nhận sự thật, muốn chối bỏ những điểm yếu hiện có trong con người mình. Phải cho đến lúc tôi thôi phản ứng với chính mình, bình tâm ngồi xuống trở lại với chương sách sau một thời gian trải nghiệm, tôi phát hiện ra đọc Một Đời Như Kẻ Tìm Đường bây giờ không chỉ là đang đọc sách, mà đúng hơn là mình đang nhận được những giọt sáp từ người thầy mà ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến, cháy đến kiệt cùng, giọt sáp long lanh. Môi trường làm việc làm cho tôi hiểu rõ hơn những lời tâm huyết mà thầy muốn nhắn nhủ đến thế hệ trẻ. Bằng tất cả sự đúc kết của hơn 70 năm trải nghiệm, đã từng thành công nhiều và cũng thất bại không kém, thầy như đang mong mỏi chúng tôi hãy thật sự lắng nghe, thật sự lưu lại những đúc kết trải nghiệm này để có thêm hành trang tự tin, sống một cuộc đời đáng sống. Trước khi chỉ rõ những điều có thể dẫn đến thành công hay thất bại, thầy nhắn nhủ rằng thành công phải đi kèm với hạnh phúc, ấy mới là thành công bền vững thực sự. Và cũng không quên thúc đẩy sự tự tin đến mọi người rằng chúng ta đều sống trong xã hội loài người, mỗi chúng ta không thể thất bại nếu như mọi người chung quanh thực sự quý mến ta. Một lời nhắn nhủ mà ở đấy tôi đã nhận được một niềm tin thật lớn lao. Vừa đọc lấy những chỉ dẫn của thầy, vừa nhìn lại bản thân mình trong ấy, chưa thể hiểu mình khi chính những lỗi lầm hay thiếu sót của bản thân mà mình lại chối bỏ hay không dám đối diện. Có lẽ điều đầu tiên đó là hãy tập nhận diện vấn đề mình phải giải quyết. Chỉ khi nhìn nhận vấn đề một cách trung thực thì mới có thể chấp nhận những vấn đề ấy có tồn tại. Và nhờ sự chấp nhận ấy, mình mới có đủ nội lực và chuẩn bị thật kỹ càng để hành động, cho dù có gặp phải rủi ro. Tiếp đến, khi đã có mục tiêu, đã có kế hoạch cho những rủi ro gặp phải, thì hãy làm đến cùng, làm cho tới nơi, tới chốn. Vì khi hành động với tư duy làm việc đến cùng, cho tường tận vấn đề, thì cũng chính là lúc bạn tạo ra cơ hội khám phá bản thân mình, biết được mình giỏi những gì, khả năng của mình tới đâu. Quả thật, những điều này hạnh phúc thật sự. Thêm nữa, mình chỉ biết mình là ai thông qua những thử thách mà mình đang trải qua. Thật khó để biết mình có khả năng gì nếu như chỉ ngồi một chỗ. Chỉ có thử thách và khó khăn mới cho phép chúng ta khám phá ra chính mình một cách cặn kẽ. Phải nhìn nhận trung thực rằng tôi và rất nhiều người trẻ chúng ta hiện nay đang tự kìm hãm sự thành công của chính mình bởi vì rất nhiều lý do mà đã được nhắc đến ở chương sách này. Thiếu đi lối tư duy hệ thống hay tư duy thất bại trước khi triển khai. Thế nhưng nặng nề nhất theo ý kiến chủ quan của tôi thì chính là xuất phát từ tinh thần thiếu chủ động và không giữ lời cam kết. Bạn hãy thử xem lại việc của chính mình sau khi đã có một cam kết nào với ai. Thử hỏi bao lâu sau bạn đã quên cam kết đó, độ nửa tiếng sau đúng không? Lý do đâu phải bạn vô tri, mà vì bạn có những ưu tiên khác người đối tác. Trên đời này không ai có cùng ưu tiên giống nhau. Họa may những đối tác cùng đầu tư trên cùng một dự án ở một thời điểm nào đó thôi. Vậy bạn chưa bao giờ nên chờ ai mang lại cái gì cho mình. Chớ nên nghĩ là ai đó sẽ bật đèn xanh để bạn khởi công. Chớ nên nghĩ là ai đó nghĩ tới bạn cho dù họ đang cần bạn. Mình phải chủ động. Chủ động cũng nằm trên lộ trình đi tìm sự thành công. Nếu không chủ động thì bạn chỉ còn nước đợi thần may mắn tới hỗ trợ. Nhưng không biết may mắn có tới hay không, lúc nào và dưới hình thức nào. Thành thử, ngay trong giả định là may mắn sẽ tới, bạn vẫn bỡ ngỡ, thiếu sắp sẵn khi ông thần gõ cửa. Điều đó nghĩa là, ngay cả khi may mắn tới mà bạn không chủ động, thì khả năng thất bại của bạn vẫn cao. Chủ động phải đi từ việc tìm hiểu sự chờ đợi của khách hàng, của người tiêu dùng, của đối tác đầu tư, của ngân hàng, của nhân viên nhà máy sản xuất, và ngay của gia đình của mình trước hết.
Sau đó, chủ động còn là chính mình tự tạo ra chiến lược phát triển. Và chính mình sẽ phải dàn xếp mọi việc để cho chiến lược được áp dụng một cách hài hòa. Chủ động cũng là làm bạn với rủi ro. Điều này thì ít người biết hoặc chịu tuân thủ. Rủi ro là một người bạn tới thăm mình một cách thật bất ngờ vào đúng lúc mình không chờ đợi, chưa sắp sẵn để đón tiếp. Rủi ro luôn luôn mang theo tin xấu hoặc ít ra cũng là một thử thách cộng thêm vào những thử thách phải đối mặt. Người chủ động là người đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đón rủi ro nếu chẳng may rủi ro xuất hiện. Xử lý hoặc triệt hạ được rủi ro dễ đưa tới thành công. Cam kết. Trong kinh doanh cũng như trong đời thường, tôi tránh hết sức làm việc với những người không giữ lời cam kết. Thời nay, việc gì cũng phải có cam kết và phải lên lịch. Lịch nào cũng phải gay go sát sườn, không có chỗ cho mơ mộng ngao du. Đối tác mà không giữ lời thì mình không thể nào chủ động. Tôi luôn luôn chọn người tự trọng làm đối tác. Người tự trọng không bao giờ đến muộn, đắn đo lời nói trước khi phát biểu, biết đúc kết một cách thật chặt chẽ trước khi đổi đề tài, biết gói chọn vấn đề trong một lý luận hệ thống như bao giờ triển khai, ai nhận trách nhiệm làm việc này, ở đâu, thời điểm nào, tổng chi phí là bao nhiêu, ai chi trả, xác suất thành công là bao, rủi ro trên những điểm nào. Lộ trình thất bại hay thành công cũng là việc biết tìm ra đối tác tự trọng và giữ lời. Nếu bạn vẫn muốn làm việc với những người này vì lý do nào đó thì bạn phải ký kết với họ những văn bản được bảo lãnh, nhất là về mặt tài chính. Người thiếu tự trọng sẽ không bao giờ dám ký vào những bảo lãnh. Ngược lại, người tự trọng càng hân hoan khi bạn có những đề nghị này. Bạn có thể nghĩ tôi và cho rằng sự tự trọng có gì ghê gớm đâu mà tôi phải dài dòng ca ngợi. Tuy nhiên, nếu sau này làm chủ doanh nghiệp, bạn sẽ chỉ nên tìm những người tự trọng để mướn làm nhân viên. Bởi người tự trọng sẽ không bao giờ cố tình làm sai, chứ đừng nói đến những chuyện phạm pháp. Một doanh nghiệp mà có đông người tự trọng sẽ mang văn hóa rất cao và sẽ không cần một hệ thống kiểm soát chặt chẽ, vì đơn giản, người tự trọng đã tự kiểm soát được rồi. Ngược lại, nếu tập thể của bạn có đông người lèo lá thì bạn sẽ không còn khả năng dự báo ngày mai tập thể sẽ ra sao. Không một lời nào có thể tin, không một thông tin nào đã được kiểm tra, không một báo cáo nào có thể trung thực hoàn toàn. Không sớm thì muộn, một tập thể như thế sẽ sớm giải tán. Trong số những người lèo thì phải nhắc thêm tới người tạm bợ. Loại người này làm gì cũng dối trá, nói xong việc nhưng kỳ tình chưa xong. Việc luôn luôn phải điều chỉnh hoặc bổ sung lặp đi lặp lại nhiều lần. Những người mang tính tạm bợ là những người cơ thể vô cùng yếu ớt, tâm trí mông lung, không nghĩ được gì thật rõ ràng, không làm được việc gì đến nơi đến chốn. Chìa khóa của thất bại là ở đây. Chương 10 kết thúc bằng một lời động viên tuy chân tình nhưng cũng rất đổi thẳng thắn, nhắc cho bản thân tôi và cũng là nhắc cho tất cả những người trẻ ngoài kia rằng không có việc gì là dễ dàng để đạt được. Thành công một cách bền vững đều cần một ý chí khổng lồ và một sự nhẫn nại vô biên. Chẳng còn cần nhiều lời để so sánh giữa thất bại và thành công, chỉ một ly cách biệt. Nhưng để lấp cái ly nhỏ bé đó lại cần một ý chí khổng lồ và một sự nhẫn nại vô biên. Tôi không nghĩ rằng trong cuộc sống mình có thể tránh được sự học tập, thậm chí qua những thử thách. Mà nghĩ cho cùng, nếu mình tránh hết được những thử thách thì không biết cuộc đời có còn vui thú hay không. Thật cảm ơn người vì những điều chỉ dẫn quá đỗi chân thành, thẳng thắn và đầy lạc quan. Tôi gấp lại chương sách này mà lòng biết ơn khôn tả. Mến chào các bạn! Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng. Mình về nơi đây, cái nền.